chào quý khán giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đã dâng miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người thì bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước đất, người thì bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương, họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc, cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ. Cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện chiếc thuyền đưa 57 người chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền sắp xuất phát thì gặp một thanh thiếu niên tên là Vũ, 17 tuổi. Mẹ của Vũ đang bị bệnh nặng, gia đình nghèo, chỉ có hai mẹ con. Cậu Vũ đi bắt cá về nấu cháo cho mẹ thì gặp toán vượt biên, nên họ đã bắt cóc cậu Vũ lên thuyền để giữ bí mật. Thuyền ra biển Đông thì gặp bão, thuyền sắp chìm, chủ thuyền yêu cầu ném tất cả hành lý của thuyền nhân xuống biển, đồng thời cho người ném Vũ xuống biển để giảm bớt trọng lượng của thuyền. Về sau, thuyền hai lần gặp hải tặc Thái Lan, một lần bị cảnh sát Thái Lan lừa họ và đưa ra biển Đông. Cuối cùng, toàn bộ 57 người trên thuyền đều bỏ mạng giữa biển Đông. Còn lại, một mình cậu Vũ bị trôi vào đảo hoang và được máy bay của Mỹ đến cứu Vũ. Câu chuyện có tiêu đề Cơn say quỷ biển, tác giả Hoàng Nam. Mời quý thính giả lắng nghe phần 1. Chiếc Boeing 747 vẫn đang lướt nhẹ trên bầu trời xanh thẳm. Xung cảnh bên dưới là toàn biển cả mênh mông không bờ bến. Thằng Vũ ngồi rời rạc bên khung cửa sổ, nhìn xuống bằng cặp mắt thẫn thờ như người vô thần quẩn trí. Khuôn mặt của nó trông thật khó coi hết sức, dường như nó đang phải đương đầu với điều gì đó thật kinh hoàng ghê rợn trong nội tâm. Ký ức nó đang hiện về những chuỗi ngày đầy kinh hoàng ghê rợn đã xảy ra cách đây độ 2 tháng, từ một ngày mẹ nó đang lâm bệnh nặng vật vã trên giường. Nhà nó nghèo lắm, nghèo sơ nghèo xác, nó phải đi cày thuê cuốc mướn cho người ta để kiếm tiền, chiều về xách lưới đi chài cả quanh rạch biển để bán, ráng kiếm được đồng nào hay đồng nấy nuôi bệnh cho mẹ, mặc dù nó chỉ mới 17 tuổi đầu. Thế rồi vào một buổi chiều, như bao buổi chiều lặng lẽ, bác chài lên vai đi bắt cá, nó vẫn không quên lời mẹ vừa nói bên tai. Sao hôm nay mẹ lại thích ăn món cháo cá lóc, nhưng ở quanh đây chỉ toàn là biển với biển, làm gì có cá lóc cho con bắt. Con thấy mẹ có tức cười không? Thằng Vũ không cảm thấy tức cười chút nào, nó thấy thương mẹ nó hơn nữa là khác. Tội nghiệp cho bà, ngã bệnh đã hơn nửa tháng mà nó lại không có tiền cho mẹ vào bệnh viện. Rồi nó nghĩ tới lời yêu cầu nhỏ của mẹ, chẳng lẽ nào nó không làm được. Nghĩ vậy, nó quyết định bằng mọi cách phải bắt cho được con cá lóc đem về nhà nấu cháo cho mẹ ăn.
Bất chợt nó nghĩ tới nhà ông Tư Mai, nhớ rõ có đìa khá lớn nằm ở đằng sau khu vườn xoài. Nó tin rằng bắt trộm cá nhà ông cũng không có khó khăn gì cho lắm, chỉ cần đợi mặt trời vừa lặn ra tay là được ngay. Khi nó bắt được vài con cá ngoài rạch biển, quay về tới nhà ông Tư Mai, mặt trời vừa nhá nhem tối, ngó tới ngó lui không thấy bóng ai, nó vội vã nhảy qua hàng rào sắt, bước tới trước miệng đìa, đưa mắt quan sát xuống đáy hồ, mừng thầm vì không ngờ lại có nhiều cá đến như thế. Không đợi lâu, nó vội quăng chài đánh sầm một tiếng, mấy con cá bị mắc lưới liền lập tức. Khi kéo lưới lên, nó chỉ chọn hai con cá lóc to nhất nhét vào rổ, rồi vội phóng lên hàng rào, định nhảy ngược về chỗ cũ. Bất chợt thoáng thấy có bóng người, nó hết hồn, vội buông tay và hất người về phía sau để trốn. Không ngờ, trong lúc hấp tấp, ống quần nó mắc vào hàng rào, nên gây mất thăng bằng làm nó té ngửa về phía sau, đầu đập mạnh vào gốc cây khô nằm bên dưới làm nó bất tỉnh liền tại chỗ. Nó có ngờ rằng chính cái vấp ngã đó đã nhanh chóng làm thay đổi toàn diện cuộc đời của nó. Nó không còn phải đi cày thuế quốc mướn cho người ta nữa, và cũng không còn phải nhìn thấy cảnh nghèo để đời khinh khi chà đạp nó. Nhưng trước đặc ân đó, nó phải trả một cái giá thực đắt. Đến giờ nó vẫn còn cảm thấy rợn tóc gáy mỗi khi chợt nghĩ đến. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, từ khi tỉnh dậy, nó hé mắt nhìn lên bầu trời đen như mực. Bỗng có cảm giác có tiếng chân người đang di chuyển thật vội vã về hướng nó, và nghe một gã trong bọn lên tiếng rất khẽ: "Đi lẹ lên, lẹ lên, tụi bay có cho mấy đứa nhỏ uống thuốc ngủ chưa?" "Dạ xong hết rồi chú hai." Thằng Vũ nhận ra ngay tiếng trả lời của ông Tư Mai, sợ hãi không dám ngồi dậy. Nó đoán chừng trong đám đó đông lắm, không biết họ lại đi đâu trong giờ khuya lơ khuya lắc như thế này. Bỗng nó lại nghe giọng chú hai gì đó vang lên khe khẽ: "Đi lẹ lên, để tụi công an nó thấy là tôi mạng hết cả lũ." "Dạ, chú hai đừng có lo, cả đám công an khó hiện giờ đang ở nhà bà Tám Hải để làm thủ tục." Chú hai kéo tay ông Tư Mai đứng lại hỏi: "Tại sao vậy?" "Dạ nghe nói đâu bà Tám Hải bị bệnh nặng mấy bữa này rồi, tới bữa nay tự nhiên bà lăn đùng ra chết. Không biết thằng Vũ con của bà giờ này đang ở đâu nữa. Cũng tại vì vậy mới có người đi báo công an tới làm việc." Thằng Vũ nghe vậy giật nảy mình, đầu óc choáng váng quay cuồng, không tin ở tai mình. Vừa nghe hung tin mẹ của nó đã chết, không chần chừ nó đứng vụt dậy định nhảy qua hàng rào để về với mẹ. Không ngờ tiếng của ông hai cất lên còn nhanh hơn chân của nó: "Ai đó, đứng lại, tụi bay mau chững, bắt nó lại, bắt nó lại." Cả đám thanh niên phóng theo chụp được chân của Vũ đang treo lơ lửng giữa hàng rào, kéo nó xuống và giữ chặt chân tay nó lại. Nó ngơ ngác nhìn bọn người xa lạ, chưa kịp hỏi người được gọi là chú hai đã lướt tới trước mặt nó, nhìn đăm đăm vào mặt nó rồi cất tiếng hỏi: "Mày là ai? Trốn lấp ló ở đây để làm gì? Mày định báo công an hả?" Thằng Vũ còn ngỡ ngác, không hiểu ông hai đó nói gì, vừa khóc vừa vội giải thích: "Tôi qua đây chỉ định ăn cắp cá thôi, nhưng giờ mẹ tôi đã chết rồi, tôi không cần nó nữa đâu. Xin mấy người để cho tôi về nhìn mặt mẹ tôi lần cuối." Ông hai lắc lắc đầu: "Không được." Đã phóng lao phải theo lao, cho dù
mày có chuyện gì đi nữa cũng không ngoại lệ bắt nó đi theo. Thằng Vũ thấy vậy cố chống trả quyết liệt. Thì ra mấy người đi vượt biên buông tôi ra, nếu không tôi la lên đó. Ông hai dẫn tí mặt rú người nhảy tới, rút trong bao vải ra một hai cây mã tấu dài sắc bén đen ngòm, nghiến hai hàm răng lại nghe ken két. Đủ má, mày dám la lên tao cũng dám chém văng đầu mày ra ngay. Dẫn nó đi. Thằng Vũ thấy cây mã tấu sắc bén đang lâm le bên cổ nó, cũng thấy ớn lạnh nổi da gà và buộc lòng phải đi theo bọn họ. Nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt gầy gò của nó. Không biết giờ này mẹ nó ra sao nữa, ai sẽ lo an táng cho mẹ nó khi mọi người hàng xóm chung quanh cũng đều nghèo như nó. Rồi nó tự trách lấy thân mình là đứa con bất hiếu tồi tệ, chỉ có miếng cháo cá lóc mà còn nó chưa được cho mẹ ăn, huống gì là chuyện an táng trọng đại. Nghĩ vậy nên nó vừa đi vừa ôm mặt khóc tức tưởi. Cho tới khi mọi người ra đến con rạch biển, nó đã trông thấy một chiếc thuyền từ đằng xa đang tới từ từ vào bờ. Trong lòng mọi người thật hoang mang và nổi nóng lạ thường. Họ hồi hộp đợi chờ từng giây phút. Giây phút đó có thể là sự tự do, có thể là sinh ly tử biệt sẽ đến với họ bất cứ lúc nào. Thế rồi chuyện gì đến đã đến. Con thuyền được cập bến an toàn. Mọi người như đã chờ đợi nhịp này từ bao năm trước, vội vã hấp tấp phóng lên thuyền như sợ không còn cơ hội nào khác nữa. Riêng thằng Vũ ngược lại cứ bám chặt vào mãn thuyền với hy vọng người ta sẽ bỏ nó lại. Nhưng không, cả đám thanh niên lực lưỡng túm lấy cổ áo nó hất hẳn lên thuyền. Rồi họ nhổ neo rời bến. Con nước được rẽ sóng trôi dạt vào bờ như muốn gửi lại chút dư âm lần sau cuối. Thằng Vũ đứng chân ngừng trên thuyền nhìn lại quê hương vẫn chìm ngập trong bóng đêm đen tối. Nơi đó là người mẹ già vừa âm thầm từ giã cuộc đời, ra đi không một người thân đưa tiễn, dù chỉ là đứa con duy nhất trong cuộc đời của bà còn sót lại. Đến sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, con thuyền cũng đã xa tít mù khơi. Thằng Vũ ngồi bó gối vào một góc, quan sát cặn kẽ từng góc cạnh của chiếc thuyền. Nó phải công nhận chiếc thuyền đánh cá này lớn hơn những chiếc mà nó vẫn thường trông thấy. Ở chính giữa là chỗ trống thật lớn để chứa cá. Người đứng thẳng bên dưới không thể nhìn thấy gì bên ngoài, vì thành thuyền cao hơn khỏi đầu người và có sức chứa khoảng hơn 50 người. Đến lượt nó quan sát tỉ mỉ từng người một, đếm tổng cộng được 57 người cả thảy. Trong đó chiếm đa số là thanh niên độc thân, đàn bà, con gái, vài cô lẻ tẻ. Phần còn lại là đám con nít với ông già. Có đứa trẻ còn nhỏ lắm, chỉ mới khoảng 7-8 tháng gì đó, họ cũng ẩm theo bên mình. Có lẽ họ không thể bỏ lại được. Thằng Vũ đang miên man quan sát, bỗng tiếng của anh tài công cất lên làm nó giật mình. Chú hai, giữ giùm tôi cần lái này một chút để tôi pha ly cà phê uống cái đã. Sẵn mày phá cho tao một ly luôn. Từ đầu hôm tới giờ, mày có chợp mắt được chút nào không? Anh tài công vừa đổ cà phê vào ly vừa đáp. Có ngủ nghe gì được đâu chú hai. Tôi còn đáng lo quá đây nè. Ông hai nghi ngờ ngó thẳng vào mặt anh tài công. Mày lo cái gì? Thì tôi nghe mấy thằng cha trong đài khí tượng nói là trong tháng này nhiệt độ không khí có thay đổi nên trời hay bị nổi giông bất tử lắm. Tôi sợ lỡ có bão. Đủ má đừng nói bậy mày.
Đi sông đi biển đừng nhắc mấy chuyện đó. Uống xong mày đi ngủ đi, chuyện ở đây để tao lo. Thế rồi con thuyền vẫn âm thầm lướt sóng, ôm trọn trong lòng 57 mạng người đi tìm bến bờ tự do. Biển lúc này trở nên yên lặng lạ thường, một số người không quen đi biển nôn mửa luôn miệng vì bị say sóng. Thằng Vũ không bị say sóng nhưng cảm thấy nhức đầu khó chịu vì đổ nồng có mùi dầu nóng. Người ta đang thoa sức xung quanh, nó cố leo lên trên, ngửa mặt lên trời hít vào phổi không khí trong lành tươi mát khác. Bất chợt nó nhìn thấy mây đen giăng thật thấp. Không hiểu tại sao hôm nay bầu trời lại u ám đến như vậy. Theo lẽ thường giờ này phải nóng như thiêu như đốt mới đúng. Bỗng tiếng ông Hai la toát lên làm mọi người giật mình. Thằng Lãnh đâu, mày thức dậy lên mau đây. Đủ mà, tao đã nói rồi mà, đi sông đi nước đừng nói gỡ mấy chuyện đó. Anh Tài Công nghe gọi ngồi bật dậy, vội nhảy lên chỗ bánh lái. Mặt ông Hai nhăn nhó chỉ ngón tay về hướng trước mặt. Mày thấy chưa, cơn giông chuẩn bị kéo tới rồi đó. Tôi dám chắc nó không phải là nhỏ đâu. Quả nhiên như lời ông Hai vừa nói, đám mây đen ngòm đang kéo tới vây kín cả bầu trời. Anh Tài Công với bao năm kinh nghiệm quay xuống hốt hoảng nói với mọi người, tất cả hãy nghe đây, cơn bão sắp tới nơi rồi. Mảnh người nào người nãy mà lo giữ thân, mấy anh con trai mau cột mấy thùng nước với mấy thùng dầu lại, đừng để nó rớt xuống biển. Thế rồi gần nửa tiếng trôi qua, cơn nước bắt đầu nổi gợn sóng, đưa đẩy con thuyền tròng trành nghiêng ngả. Những giọt nước nặng hột đã bắt đầu rơi xuống bay theo gió. Bất ngờ chiếc thuyền theo con sóng lớn dồi đầu lên cao khỏi mặt nước, buông thẳng xuống đánh ầm một tiếng. Mọi người trên thuyền hét lên kinh khiếp. Không đợi cho mọi người kịp hoảng hồn, đợt sóng thứ hai lại quăng con thuyền lên cao rồi lại buông thẳng xuống lần nữa, làm con thuyền nghiêng hẳn về một bên. Nước văng đầy người, ông Hai chụp lấy bánh lái văng tục. Đủ má, biết vậy tao đích thèm đi mấy tháng này. Chưa dứt câu, một con sóng khác lại ập tới đẩy lùi ông Hai văng ngược về phía sau. Chỉ còn cách khoảng 1 mét là ổng có thể rớt xuống biển ngay lập tức. Mấy sao, bàn tay của anh Tài Công bất ngờ chụp được cổ áo ổng trong đường tơ kẻ tóc và giật ngược trở lại chỗ bánh lái. Anh hỗn hển nói nhanh, chú Hai kèm chặt bánh lái này đi, đừng để nó mất thăng bằng. Tôi xuống phủ thằng Vũ giữ mấy bình nước lại. Không đợi cho ông Hai trả lời, anh Tài Công vội nhảy xuống dưới thuyền. Chân chưa chạm tới chỗ, bất ngờ một con sóng lớn dồi tới đẩy ngang con thuyền lùi lại. Bỗng anh nghe tiếng bà Bảy hét lên trong sóng nước, trời ơi, ai cứu, cứu, cứu con tôi với. Khi anh Tài Công quay lại thấy rõ hai đứa con nhỏ của bà Bảy bị sóng đánh văng ra khỏi thuyền, vội lao tới chụp lấy bà Bảy kéo xuống. Khi bà định leo lên đầu thuyền, anh hét lên, bố bà điên rồi hãy sao lên đó, bà bám chặt vào cột này đi, chưa chắc gì mình còn sống được bao nhiêu nữa đâu. Nói xong anh bỏ mặc bà Bảy đứng khóc thảm thiết, lách người qua phía thằng Vũ, thấy nó đang ôm giữ mấy thùng nước. Anh vỗ vỗ vào vai nó, em qua đó rút sợi dây trên sàn ngang xuống đây, cột kiểu này đâu có chắc được. Thằng Vũ vừa lao đi vừa nói, có một thùng nước bị lủng rồi anh ba ơi. Không sao, để tao lấy chài trét nó lại. Lúc này sóng nước đã tràn vào thuyền ngập gần tới đầu gối. Anh Tài Công thấy vậy quay lại nhìn mọi người rồi hét như ra lệnh, đủ má, bộ mấy người bị đuối hết rồi hay sao, đứng đó đợi nước ngập chìm thuyền hả?
mau mau tìm cách tát nước ra ngay. Mọi người như vừa thức tỉnh cơn mê, hợp lực lại tìm cách tát nước ra ngoài. Thằng Vũ là người đầu tiên khởi xướng việc truyền tay tát nước. Nó đứng nửa trong nửa ngoài làm việc hăng say không ngừng nghỉ, chỉ nhảy xuống tránh. Mỗi khi có con sóng lớn kéo tới, nó nhanh chóng gây được tình cảm của những người trên thuyền. Chừng nửa tiếng trôi qua, cơn bão hình như đã có phần lắng dịu lại, không còn sức dồi sóc con thuyền như trước nữa. Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm. Một vài bà tay vẫn còn cầm chuỗi hạt, luôn miệng tụng kinh cầu an cho con thuyền bé nhỏ. Khi sóng gió thật sự qua đi, con thuyền như người thương phế binh sau trận chiến chết máy, nằm ì một chỗ, không chịu chạy. Anh Tài Công bực mình leo ra nói với ông Hai, chắc mình phải mất một thời gian dài nữa mới sửa được nó chú Hai ơi. Chú lên coi lại la bàn xem nó bị hư hao gì không. Ông Hai bước lại gần la bàn, nhìn một hồi rồi tháo nó ra lắc lắc đập đập. Bỗng mặt ông biến sắc đổi giọng, thôi chết mẹ rồi, nó bị hỏng nặng như vậy lấy gì mà sửa. Anh Tài Công đang sửa máy ló đầu ra hỏi, vậy mình còn cái sơ cua đâu chú Hai? Ông Hai gật gật đầu thú thiệt, hồi đầu tao tính cẩn thận định lấy nó cất đi, không ngờ sóng đánh văng tao đi mày không thấy sao, mất mẹ nó rồi. Trời ơi, vậy mình biết đường nào mà đi đây? Trong lúc đang bối rối chưa biết tính sao, bỗng ông Hai nghiêm nghị lại, hình như trong đầu ông vừa lóe lên một điều gì đó quan trọng lắm. Ông nghiêm sắc mặt lại hỏi mọi người trên thuyền, thuyền mình đã có bao nhiêu người chết rồi? Bà Bảy từ đầu tới giờ vẫn còn ngồi khóc thút thít, nỗi nhớ con của bà ráy rứt như cắt ra từng khúc ruột. Bà hai bàn tay vẫn còn ôm chặt lấy đôi bờ vai gầy guộc. Không phải bà đang lạnh mà bà đang ôm ảo tưởng hai đứa con trong lòng. Bà nức nở khi nghe ông Hai hỏi lên tiếng, đáng lẽ tôi không định đi, nhưng vì nghĩ đến tương lai hai đứa nhỏ tôi mới dẫn nó đi theo. Bây giờ hai đứa chết rồi, tôi còn đi để làm gì nữa? Thực ra không phải chỉ riêng bà, sau lưng bà một cậu thanh niên đang cố lách mình qua đám người tiến về phía trước. Cậu vừa lau nước mắt vừa ngước lên mũi thuyền nơi ông Hai đang đứng lái, lên tiếng, ba con bị bệnh đau tim, con tưởng qua được tới Mỹ để ba con trị bệnh, nào ngờ lúc bão tới ba con bị lên cơn nên sóng cuốn trôi đi rồi. Mọi người trên thuyền dường như đều muốn rơi nước mắt, họ im lặng để tôn trọng sự đau thương cho những người xấu số hơn họ. Ông Hai cũng thấy cay cay con mắt, ngó xuống và nói với họ, thiệt ra không phải ai cũng xui như vậy đâu, bằng chứng là đứa con 5 tháng của cô Lý có bị gì đâu. Nếu không có thằng Lãnh chụp kịp cổ áo tôi, chắc tôi cũng làm mồi cho lũ cá mập rồi. Thôi đừng suy nghĩ gì thêm nữa, một khi đã ra đi là phải chấp nhận tất cả. Chuyện trước tiên là phải thắp hương tụng kinh cầu siêu cho họ, để họ biết được không còn gì lưu luyến ở đây nữa, để thuyền mình nhẹ nhàng thuận buồm xuôi gió đến bên kia bến bờ tự do, có đúng không? Hoàng hôn buông xuống, bóng tối mờ ảo mang dại như muốt luống chẩn trọn mặt đại dương. Con thuyền chết máy vẫn lặng lẽ giật giờ như bóng ma âm thầm trôi ngược về dòng nước cũ đầy ngang trái. Nó đã vô tình mang theo không biết bao nhiêu nỗi ưu sầu trong lòng người. Giá lạnh của sương đêm bắt đầu thấm lạnh những thể xác không thể thấm lạnh.
Họ cố nhắm đôi mắt lại để ráng ru giấc ngủ bằng con mắt hải hùng và mệt mỏi của ngày hôm qua. Thời gian trôi qua đến nửa đêm, ông trời dường như không muốn dừng lại sự trêu chọc quá lố cuộc hành trình đầy phiêu lưu mạo hiểm của họ. Ngang nhiên trút xuống một trận mưa đêm tầm tã, làm lạnh ướt những tâm hồn không bao giờ muốn tuyệt vọng. Họ cố gượng chống trả bằng mọi cách, mong tìm cho bằng được bến bờ tự do. Họ vẫn mơ ước vì có thể họ yêu tự do hơn cả sinh mạng. Có đôi lúc họ tự hỏi sự lựa chọn đó có thực xứng đáng lắm hay không, rồi cũng tự trả lời bằng sự im lặng. Khi họ đã bán hết của cải để được đặt chân xuống thuyền và để được rời xa quê hương đen tối. Tại sao vậy? Bởi vì thời buổi vàng son đã chấm dứt từ ngày những người lính hào hùng đã bị các cấp chỉ huy cố tình bỏ rơi trên những đoạn đường chưa phân thua thắng bại, phải lâm vào cảnh bế tắc. Những người lính chưa đánh phải bại trận, phải vội vã xếp súng vào một xó để dọn đường cho những kẻ tự xưng là cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam ngang nhiên tiến lên giữa rừng cờ đẫm máu một ngày trong tháng 4 năm 1975. Lòng hân hoan trong cảnh điêu linh đen tối, họ không biết làm gì ngoài con đường thoát thân mạo hiểm bằng đường rừng, đường bộ hoặc đường sông, đường biển. Họ ào ạt ra đi bất chấp mọi nguy hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Như con thuyền hôm nay nhìn bộ dáng thất thiểu eo xèo, như ngọn nến không biết còn chịu đựng được bao nhiêu lần sóng gió nữa. Những người bỏ gối buồn bã ghìm mình trong cơn mưa đêm lạnh giá, cũng không biết cuộc đời tha hương sẽ trôi dạt về đâu. Duy có một điều họ vẫn luôn mong mỏi và tin tưởng rằng sau cơn mưa ngày mai trời lại sáng, bình minh sẽ chờ đón họ, giang đôi tay chào đón họ bằng một ngày mới thật ấm và thật tươi sáng an lành. Xình xình xình, máy chạy rồi, máy chạy lại rồi, chú hai ơi, chú xuống đây coi, lẹ lên lẹ lên. Tiếng máy nổ làm mọi người đang ngủ phải tỉnh giấc. Họ mừng rỡ nhìn về hướng anh tài công vừa hối thúc. Ông hai từ trên khoang nhảy xuống, lách mình chui lọt vào hầm máy, đứng chống nạnh nở một nụ cười khoan khoái. Ổ cha nó, nổ nghe ngon dữ ha, nó cứ làm ta hồi hộp, xém chút đái ra quần. Chủ hai ơi, lá bàn mình bị hư rồi, bây giờ biết đường nào mà mò đây? Ông hai gãi đầu ra nhiều suy nghĩ. Ừ, mày đừng có lo, lúc trước tao có theo ông Tám đi đánh lưới. Ông có cần đến lá bàn lá biết gì đâu, ông chỉ nhắm sao trời định hướng thôi à. Tao có học được chút kinh nghiệm của ổng, mày cứ để tao thử đi, chắc chắn không đó chú hai. Bây giờ là chuyện sống chết chứ không phải giỡn chơi đâu nghe. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 2 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.